bao nhiêu lâu rồi? Bán mười mấy năm rồi. Mười mấy năm cô? Rồi mười ba năm. Một ngày cô bán bao nhiêu ký? Một ngày có gần cả tạ. Cả tạ đủ lạ hết luôn. Một ngày một tạ đúng hả? Gần cả tạ đủ lạ. Nhưng mà đây rất nhiều cô bán nha. Chuyên gia lễ ốc kìa. Đúng rồi, xem mà xem anh Binh kìa, anh Binh lễ kìa. Trời ơi, cô tập trung kia quý vị. Ốc này nó mặn mặn ngon kìa. Ốc này mình ghê nè anh. Ai mà Binh làm lẹ với Binh. Đây đây ngắm. Đứng đây làm cầu làm gì? Đi 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 đi. Anh dẫn em đi đâu? Hello mọi người, hôm nay Binh sẽ dẫn Trâm đi ăn ốc nha mọi người. Mình đang ở. Ủa anh ơi. Trà Khúc. Anh ơi, ăn ốc là phải ra cầu Trà Khúc đứng đây anh? Còn má ốc nó bắt cầu Trà Khúc nó bắt lên. Là bây giờ mình phải xuống đây bắt ốc hả? Không, ở dưới đây làm gì có ốc em. Bên này mình sẽ dắt Trâm vào đây ăn ốc. Đây, đây là cầu Trà Khúc. Nha mọi người. Ghê không? Binh đây làm người dẫn chuyện luôn. Rồi, đi chúng ta đi nào. Trời ơi, sao anh dẫn em đi bộ rồi đi lên cầu vậy trời? Trời, đây là cầu Trà Khúc nha mọi người. Mình đến mọi ngày là cái cầu Trà Khúc nha. Rồi sao nữa, giới thiệu có nhiêu làm quà vậy? Thì chúng ta đi ăn ốc. Chúng ta bước tới đi ăn ốc. Ra 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 được rồi, để đi nè, đi 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 bộ lại, đi vòng lại nè. À đi 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 đi. Trời. À Binh. Cây đa này bao nhiêu tuổi rồi Binh? Cây đa cả ngàn năm đó em. Cây đa ngàn nghe năm hả? Mọi người là hàng ngàn năm. Được bà di tích lịch sử công nhận. Cây đa trăm tuổi ngàn năm. À. Ở trong đây được cái là mình đi đường mình không sợ bị giật điện thoại ha. Ở Quảng Ngãi rất là yên bình mọi người. Lẹ đi, bị sao quá. Đẩy fan Trâm ở đây đông lắm á. Hello, đây đây là cây đa, cây cái sọp chứ. Ồ, chứng tích sân kỳ, sân Mỹ. Chứng tích sân Mỹ. Đây. À, chứng tích sân Mỹ là đi xuống đây nữa. Đây, công trình được mình. Đây đây là được di tích sông Nhật nè. Ta lên được. Ai giới thiệu với cả nhà đây là cây đa. Ngàn năm hả? Ngàn năm tuổi hả? Đây đúng rồi, cây đa sộp. Người ta gọi là cây đa sộp. Di tích lịch sử Việt Nam. Rất là to nha mọi người. Ủa cây đa lên to thật ấy. Cây đa quá to luôn. Ủa rồi dẫn em đi ăn ốc ở đâu vậy? Đây chúng ta sẽ đi ăn ốc nha mọi người. Gần đây là có những cô, có những chiếc xe đẩy ốc rất là nhiều loại ốc. Bữa nay làm người dẫn chuyện luôn á quý vị. Ghê không? Binh bữa nay là cái tiểu này lập kênh YouTube cho Binh quá. Đây. Hello. Wow. Đây, đây đây là những xe ốc nha mọi người. Ốc ở Quảng Ngãi mới có nha. Đây. Trời ơi. Hello cô. Dạ. Chào cô. Thằng tượng của chị đó. Biết 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 em không ơi? Biết. Yeah, đất của Hồ Bích Trâm. Bậy rồi, em Hồ Ngọc Hà. Em Hồ Bích Trâm. Em Hồ Ngọc Hà. Tao đưa con lên mạng. Con mẹ tính cho anh nó đứng kêu con mẹ tính luôn. Bây rồi, chú này chú biết mẹ tính qua mua dừa uống không mua ốc nữa. Không biết không trả mẹ tính đi. Mẹ tính nó mày mày quá mờ. Dạ, mẹ tính bận rồi chị. Bèo là heo ăn nữa. Dạ. Đó, ghê ở đây. Qua công nhận Quảng Ngãi mình quá trời người biết mẹ tính luôn ha. Đây là đây. Đây là hế dai nè. Mẹ tính nè, bữa phụ cái tranh nữa. Đây đủ nè thấy. Đó. Cắt lúa. Đây là gọi là ốc hút nha mọi người. Cắt lúa lại. Đây gọi là ốc méo nè. Ủa rồi từ 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 từ. Anh ơi anh vẫn anh giới thiệu cho em mà không có nói với em gì trơn á. Đây là, rồi, đây là xin từ 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 giới thiệu với mọi người đây cái thao này là thao gì đầu tiên nè? Ruốc. Còn gọi là ốc gạo á hả? Ốc gạo nó ốc gạo đi ốc rút. Ốc rút. Ốc rút hả? Chính xác em. Cô luộc rồi hả cô? À, mình luộc rồi nó chín rồi mình còn phơi nén nữa. Đó, đây là ốc gạo nha quý vị, còn gọi là ốc ruốc. Đây, ốc đá nha mọi người. Này là ốc đá. Bắt từ những trời ơi, làm cả thao cái thao vậy luôn á hả? Rất là ngon. Hấp dẫn không? Ồ, nhìn quá ngon luôn, quá đẹp luôn. Đây còn đây là ốc hút. Ốc hút gọi là
gọi là ốc rạ. Còn tiếp theo ốc này ốc gì cô? Này mới là ốc gạo đấy hả? À, còn ốc này là ốc rút mới đúng nè. Ốc bêu nữa mọi người. Đây là dưới đây là ốc bêu. Này. Ủa sao ốc xéo với ốc kia giống nhau vậy? Khác. Em nhìn này ốc gạo này, ốc méo nè, con nó méo một bên nè mọi người. Xéo nha. Ốc quắn nè. Ốc quén xong trò có nghĩa. Đặc biệt đây ốc đó. Ốc đó bây giờ cô cầm cái này cô nói nè. Cô cầm vô cô nói cô giới thiệu ốc này ốc gì nè. Ốc này ốc gì cô? Nói đi chị, ốc đây rồi. Để cho miệng nó mới nghe. Ốc đó. Ốc gì? Ốc đá. Ốc đó. Ê ốc quén. Ốc quén. Ốc quén. Ốc đó. Ốc hú. Ông đừng ngang cầm đầu ngược lại. Alo mọi người ủng hộ lên. Mọi người ủng hộ cho bao nhiêu lâu rồi? Bán mười mấy năm rồi. Mười mấy năm cô? Là 13 năm. Một ngày cô bán bao nhiêu ký? Một ngày có gần cá tạ. Cá tạ. Đủ lạ hết luôn. Một ngày một tạ đúng hả? Gần cá tạ đủ lạ. Nhưng mà đây rất nhiều cô bán nha. Nhiều cô. Rất là nhiều cô bán chứ không phải là một cô nha mọi người. Tổng cộng có bao nhiêu xe hết cô? Xanh cái đây là chắc còn một 5 xe, 6 xe gì đó. Xe em bỏ cái bên. Anh nhìn một mic coi. Anh cầm một mic. Đưa mic kia cho em. Rồi anh nói thì anh cầm mic tình. Ủa mà 1 xe, 2 xe, 3 xe. Hiện giờ xe hồi hiện giờ là có 3 xe đang ở gần nhau như vậy thì con đang hỏi là bây giờ rồi bán kiểu sao? Cái đây là cái sự cạnh tranh nó quá khốc liệt. Đúng rồi. Bán lon 20 ngàn một lon. 30 ngàn một lon. Dạ. 20 ngàn một lon. Giá là cô nào cũng giống 20, nhau hết đúng không? Cô nào cũng giống nhau hết. Không có chào phá giá. Không chào phá giá. Nhưng mà bán cô đó hả? Quan trọng là khách của e người đó bán. Ốc là Quảng Ngãi. Quảng Ngãi nào? Quảng Nghĩa chứ. Quảng Nghĩa. Đây là cô những phong cách được thường là cô bắt về xong rồi cô ngâm mấy ngày hay là cô luộc liền cô? Bữa nay bắt mai nấu ngâm. Ngâm rồi một ngày nấu. Ủa mà cô cái này là mình đều hấp xả hết hả cô? Hấp xả ớt xào xả ớt hết. Đây là cá kem nước mắm nè. Đây là cá kem nước mắm nè. Nước mắm có nước mắm đó nha. Bây giờ thì mình sẽ mua mỗi tới một ít để mình ăn thử xong rồi mình sẽ ra quán kia mình ngồi mình lễ. Rồi ủng hộ. Đó mình ủng hộ mỗi xe một ít nha. Giờ đây có 3 xe mình sẽ ủng hộ ba xe luôn, mỗi xe một món đi. Ví dụ bên đây cô lấy cho con một phần ốc đá. Đây đây cá kem nước mắm nè, thần thánh mắm gừng rất là ngon. Đâu vô đây coi, vô đây coi. Đây nè, đây là trời ơi. Nhìn ngon dữ vậy trời, cái này là mắm gừng hả cô? Bán ngày nào làm ngày đó đúng không? Nhìn rất là sạch sẽ nha quý vị. Xong rồi mình muốn cho nó nóng là lúc nào bình ga cũng phải hâm như thế này hoài luôn hả? Đúng rồi em. Bạn mình nói là muốn cho nó nán thì phơi nén, khỏi cần hâm ga. Rồi lấy con một lon này đi cô. Rồi ok em. Cái đó bán một lon hả? 20 ngàn một lon hả? Cái này 30 em. Cái này 30 nè. Cái này 20. Cái này 20, rồi lấy đây 30 đi. Lấy một phần này. Mình sẽ mua mỗi thứ một loại ủng hộ cho ba xe luôn nha. Rồi cô la bán cho con ốc hút. Lấy con một lon ốc hút đi. Chưa bên đây. Quý vị ơi cái xe bên đây. Bên đây là dạ. Dạ không, một lon thôi cô, tại vì ăn thử mà. Dạ thưa quý vị là ở bên đây là có ốc bêu. Bưu ngon này. Đây ốc bưu ngon không? Lấy một phần ốc bưu. Rồi ok. Đây bên cô là có ốc bưu đúng không? Không biết là hả? Em bỏ một phần nó 30 được không? Rồi. Rồi lấy con một phần này. Dạ rồi. Dạ. Cái này là cô bán tô 50 ngàn một tô. Và đây là cái thau luôn, cái tô mọi người ơi, đây là cái thau luôn đó. Nhưng mà mini. Rồi tụi con ngồi ở quán kia ăn được không cô? Được. Mình sẽ tới quán nước dừa nha mọi người. Ngồi ăn ốc và uống nước dừa nha mọi người. Trời ơi, 50 ăn sao trái trời. Đông mười. Hai đứa. Không, nó ăn thử. Ăn thử mà cô ít ăn thôi. Ăn thử nhưng mà cô mới lấy luôn lần 50 ngàn kìa. Tụi con ăn thử đâu cô ơi. Tụi con đi ra sân bay nó ăn không kịp đâu. Dạ. Rồi lấy cho con thêm một phần ốc gì? Ốc ruốc. Ốc ruốc. Nào cô. Nào. Không có lấy nhiều cô ơi.
Có dọn bực qua gần bàn kia không chú? Rồi ăn bên bên trong rồi. Coi làm cái trộn kìa. Trâm, tí ra xin cảm ơn nha. Ai ơi, đi qua đây chụp hình đi. Sẽ không? Mọi người ủng hộ, ủng hộ đây. Đây đằng trước xe đi. Cái xả đi cái chị. Đây đây xả đây. Ok. Đó. Mọi người ủng hộ, ốc hút quảng đó, rất ngon nha mọi người. Nhìn hấp dẫn không? Chắc ở đây là ở Sài Gòn rất là thèm á mọi người. Ở Sài Gòn rất là thèm luôn. Rồi. Mày cho mượn cái này luôn được không? Được. Ê mà mượn cái này luôn, tí mình ăn xong mình trả. Được luôn, làm nguyên thao luôn. Ủa YouTube em mà phải YouTube anh đâu. Ủa YouTube em thì anh nói anh cười anh chơi có gì đâu. Vậy thôi chứ ngày hôm nay là anh Vin sẽ là cái người dẫn chuyện. Bông hoa tay quán nước dòng con đi cô. Dạ. Đây mọi người ơi. Bao nhiêu tiền mà nó con tính luôn nha, từ từ nha. Rồi, qua đây nè. Nè, hút đây. Có cái tâm hay cái gì không cô? Ủa nhưng mà cô đang thắc mắc là cái này là cái gì không quá. À, thưa quý vị. Đây là ghe. Ghe chanh. Thưa quý vị là đây là ghe chanh. Đó, ngoài trong không có lấy chim chim tây. Và đây là ghe này. Ghe trên núi, ghe thơm tho ngon lắm. Gai mua bằng lạng đó mọi người. Cho không phải là đây. Đây là dây kim để mà mình lễ lễ cô trao cho con chưa? Cô cho con kim chứ chưa có lễ mà. Sao cô cho mượn mấy cái thau đi cô? Mua ốc này chưa? Chưa. Ốc gì á? Ốc gạo á, đây là ốc gạo. Rồi. Thôi cứ ăn. Ốc kia ốc gì? Nó cũng giống nhau. Không, đây có ốc bảo à. Cái này cô lấy cho con một giá thôi. Chứ còn mà bán nhiều quá con không ăn hết. Đó, đó, rồi đi. Cái bàn chị em đừng kêu bàn cô. Lớn hơn em có 10 tuổi à. Xin cái bàn nữa chứ sao mà đỡ một cái bàn. Một bàn thôi cho ấm cúng. Cái kia nó xa lắm. Rồi quý vị là ngày bây giờ là chúng ta sẽ cùng ngồi nhau lễ ốc nha. Ngày xưa là có chị có cô Tắm với là cô Cám là cô Tắm lễ đậu. Còn bây giờ là mình sẽ lễ ốc. Không ai như bà Hằng luôn á trời. Nghĩ sao uống một mình luôn á. Coi bả kìa. Nhỏ nhỏ đó. Ở vậy mấy này bán nhiều quá. Cái này ông bự nha, xỉa nhanh lắm. Ông bự mỗi người có 3 cái. Để cái đó được. Để dưới đây cho thu mọi người nói chứ. Đây. Rồi bây giờ chia ra đi. Tô đâu rồi chị anh? Tô nãy chồng tôi đâu? Rồi cái chồng tôi. Trời ơi, cái chồng tôi nãy bỏ đi bao nhiêu lông kia rồi. Qua bên đây ngồi anh. Thiệt luôn á. Rồi nước chấm nè. À Vũ, vô ngồi em. Mọi người lễ tập trung lễ đi chứ. Em một cái bàn bên đây nữa nè. Rồi xong. Ok. Đó luôn là sẽ để đó luôn. Thôi để vậy luôn đi. Cái đó để vỏ. À, chú uống cái gì của chú ngồi kêu sao nha. Cái này chút nữa sắp ra sân bay lễ. Thôi cái này ra sân bay lễ gì. Dạ con mua cô. Đổ một chén nước chấm ra cái tô đi. Trời ơi cái ốc này là nó nhỏ nhất luôn nè quý vị. Cô Binh nè, Binh chuyên gia lễ ốc kìa. Đúng rồi, xem mà xem anh Binh lễ kìa. Trời ơi, cô tập trung kia quý vị. Ốc này nó mặn mặn ngon kìa. Ốc này mình ghê nè anh. Nãy mà Binh làm lẹ với Binh. Cái Binh làm lẹ quá vậy. Ngon. Ốc này em làm. Trời ơi, cái này nó mặn mặn ngon nhưng mà nó lâu quá quý vị ơi. Ngon nha mọi người. Ở Sài Gòn rất là thèm cái này luôn á. Nhưng mà quan trọng là ở Quảng Ngãi mình có cây ghe này nè. Ghe thằng ghe chanh đó. Dạ, cảm ơn cô. Chưa mà. Mình đang thử ốc bươu nha. Ốc hàng đây, ốc bươu đây. Không ăn à? Cắm vô nè, kêu vô, tôi cộng đây kêu. Đây. Đây mọi người ơi, đây. Oh, có trực tiếp, có trực tiếp thì like cho. Đây, nhiều cái chân. Ngon quá. Trời ơi nó cay. Ngon ha, ốc bươu ngon quá. Ốc bươu ngon. Giờ đó ốc nào, ốc hút nè. Ốc đá được chưa? Này ốc hút cũng ngon nữa nè quý vị. Chờ
Ủa bà Trâm là bác sĩ nè mọi người. Mỗi loại ốc đều có một cái vị ngon của nó, nhưng mà nãy giờ Trâm thấy ốc bươu ngon nhất. Xong rồi tới ốc gạo thì nó mềm 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 ngon lắm. Cái quả cái kia đi. À lộn, ốc ruốc chứ. Nó mềm mà do bấm bút, gió má bắt đầu vô. Vậy hả? Mai là khi bấm bút ít thôi, bấm bút tìm được gió đại. Ủa sao con ốc này nó nhỏ dữ vậy ta? Đây là một trong những con ốc mà gọi là nhỏ nhất thế giới đó luôn trời. Đây ốc ruốc nè. Đây nè, mọi người coi cái thao này là biết rồi. Ăn ốc rèn luyện tính kiên nhẫn nha mọi người. Đúng rồi, ốc này cần tính kiên nhẫn. Và đặc biệt là ăn ốc này là tâm thấy mấy cái cô mà bán nông chợ á. Mấy cái cô bán nông chợ đúng không? Là bán ngồi lễ đúng không? Biết thời gian đó. Biết thời gian. Con nghe là bán ế à. Có nghĩa là ngồi lễ ốc đúng rồi. Ê ốc bươu ngon e, chấm với lại mắm gừng á. Cái chanh nó cay. Chết bà Hằng, người ta ăn ốc rồi không? Không ăn ốc, ngoài ăn bắp uống nước dừa. Ủa sao bán ăn ốc vậy? Đang bị gì á? Nò quá đó. Bị rụng trứng. Rụng dâu vậy á. Trong nó có đeo cái đó không? Đây miếng nhãn. Mình đang có một cái bắp ốc bươu và đồng nghiệp ngon. Ngon quá. Ngon đúng không Bin? Cái đây ốc. Ốc đây ốc gì? Tại vì ở đây mấy cô là bật bếp ga ở dưới liên tục luôn cho nên là ốc nó vẫn còn nóng. Chọn bớt hơi nán nữa nha mọi người. Nè, coi một con ốc bươu nè. Này vô đây nè, vô đây nè. Nó vàng. Đây. Đó. Trời ơi, chấm cái thôi. Ngon. Cái này là ăn ngay chỗ gốc cây đa nha quý vị. Ai ra Quảng Ngãi thì mọi người cứ tìm ra gốc cây đa là mọi người sẽ thấy được quán ốc này nha. Ngon lắm mọi người ơi. Đây. Đây là những em bé li ti đang. Ô em kêu ăn con này, con này con gì hả? Ốc gạo đó. Ờ bên nó còn nhỏ hơn cả con ốc ruốc nữa. Mắc lắm á em, mắc nhất ốc á. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha mọi người, nó nằm trên đá đó. Ốc này ốc gạo đúng không? Ốc gạo còn ốc gạo mỡ. Ốc này bao nhiêu một lon anh? Nếu mà thường ốc 50 một lon. À, con này nó nhỏ quá, nó nằm trên đá hả? À? Mà nó sạch. Còn ốc gạo nè, ốc mỡ nè, ốc ruốc nè, ốc bu nè, đá. Ốc đá nè, kìa ốc hút nè, thiếu ốc quán rồi. Ốc quán kìa. Ăn không hết đó mọi người, nó không kêu nhiều. Nhiều quá. Gần gần thôi chứ nha Kiều. Lấy từ cái chỗ cái mép này nè qua nè. Em đứng xa quá. Trời ơi, ăn mãi cái môi nó tê tê luôn. Ăn miếng xả cho đời nó tươi. Ăn vừa vừa thôi. Ngon quá à. Ngồi đây lễ tí xíu nó đi làm fan chạy tới đông lắm. Ngồi đây lễ tí nữa, trễ bây giờ mới bay luôn có vui nè. Lễ hết nhiêu đây là lễ trễ chắc chắn luôn á. Mà lễ cái đống này là trễ chơi thiệt luôn á, trễ máy bay thiệt luôn. Sắp cái bình để ra máy bay mình ngồi mình lễ rồi mình vô thấy vui check in. Kêu mấy anh tiếp viên hàng không tới lại chung cho vui. Đây là mình ăn bắp mẹ tính nha. Bắp mẹ tính. Bắp mẹ tính gửi vô. Tức ghê luôn á, có nhiều con mắt cũng được này, ngồi ghè hoài luôn á. Bỏ cho ăn cái này là phải kiên nhẫn. Không mắc là được tức chết, bỏ luôn. Đây, con ốc này với con ốc kia của Bin giống nhau hay khác nhau? Khác nhau. Ốc này ốc mỡ, ốc này ốc gạo. Hồi sao ốc mỡ với ốc gạo giống nhau vậy trời? Không. Ốc gạo nó nhỏ hơn, mà nó ốc cái đầu nó tròn. Đây là ốc gạo. Ốc mỡ là nó hơi bị xéo. À. Ốc mỡ là nó hơi bị xéo một tí, còn ốc tròn, ốc gạo nó tròn đầu hơn. Nhưng mà cái này nó béo. Thôi con ốc này. Mà này giống như một con đế đâu ở dưới nè. Nhưng mà công nhận á, mình ăn trong Sài Gòn mình ăn ốc bự bự mình lĩa cho nó khỏe, còn đây ốc nhỏ quá. Mình trong Sài Gòn cái này á. Ở trong Sài Gòn người ta gửi vô mà người ta lĩa, lớn nhỏ người ta cũng xúc. Lớn nhỏ gì người ta cũng mua. Cò quá, cò dưới biển. Xuống Mỹ Khê nó cao quá. Cái này xuống biển 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 Mỹ Khê cò mà. Lĩa ốc này gì? Ốc ruốc không? Ốc này dưới biển nè. Ốc trên đá này, ốc này bắt khổ lắm á. À mình cò hả? Mình cò xong về rửa sạch hả? Cào nó cá nó giờ ngâm 3 ngày 2 ngày ra cá luôn. Ừ, con này nó công nhận nó nhỏ thiệt tình luôn á trời.
mấy con ốc rú này, nếu mà bình thường là người ta ít cái lĩa lắm, người ta dùng người ta lấy tay người ta lôi ra không à. Con lĩa mà ta muốn quạo. Mấy con ốc rú hả? Ừ, mấy con tay người ta lôi ra không? Không, cái này mà ăn ở dưới biển á là không cần lĩa đâu, nó tự nó lò ở đầu ra ngoài. Dạ. Bỏ vô miệng mình rút. Ủa con này ở dưới biển mình ăn sống được à? Không có ăn sống, nhưng mà kiểu như ở đây người ta ngâm cho. Mình chế biến rồi đó thì nó sẽ như thế này nè. Như thế này nè, là mình sẽ rút cái này ra luôn. Ok, thử cho nó đủ loại luôn nè, ngon lắm. Ốc sông cờ đó, ốc sông cờ của Nghĩa. Hồi nãy là mình gọi... Ốc gì cô, đây là ốc gì nè? Ốc quán hồi nãy mình kêu là anh dắt em đây cái kênh sông tre dưới đó đó, là ốc anh nổi dưới đó đó. À, ốc quán đó cô? Ốc quán. Ốc này đen đuôi rồi. Đây là ốc quán sông tre nè mọi người, nó xanh nhẵn nhẵn á. Ừ. Ăn ốc này nhẵn nhẵn. Tôi ra con ốc này nó mặn. Cô ướp bao nhiêu rồi? Con ốc đây nó dưới biển, mà con má nó bỏ vô á. Con nào cũng ngon. Nhưng mà ăn xong khát nước á mọi người. Hơi cay. Uống nước dừa. Nước dừa phía sau nè. Ủa cái này uống trà đá mới ngon chứ. Đúng không, rồi uống trà đá vô cho đau bụng. Ờ uống nước dừa vô đau bụng á. Ủa nãy mua nước dừa rồi đúng không? Dừa nè. Bà đâu có ăn ốc đâu. Nó uống rồi đó dừa nữa là từ luôn á. Combo á, combo á. Combo là bảo đảm là ông toilet á. Em dạ, muốn cái gì cũng ca á. Ốc cầm nước dừa là bạn. Em bình thường á. À, bữa em ăn quả bình thường mà. Đây. Da bụng yếu á. Bụng yếu, bụng yếu không đi ăn ốc. Nên mình đâu dám ăn đâu. Con ốc hút trong này nó cái con ốc hút ông em quá à. Nhỏ hơn rồi. Ốc hút trong em hút được, ốc hút bên này hút không được. Người ta không đập đá. Đạt rồi. Đúng không? Có không? Nó giặt đuôi rồi mà. Nhưng mà cái cách làm nước ốc hút ở ngoài đây không ngon bằng cô trong lớp phổ. Hôm bữa lớp phổ mình ăn là nó có nước dừa. Nước cốt dừa nữa. Không, nhưng mà ngoài đây nó ăn như vậy từ xưa giờ rồi. Nó làm cái xe này là mười mấy năm rồi quý vị. Có ốc hút kì me đó, mấy chục năm rồi đó. Kì me nổi tiếng. Từ chị còn bé tí rồi nè. Chú ăn ốc hút kì me. Nó cũng 30 năm, 30-40 năm rồi đó. Giờ này bắn chưa? Chưa, bữa bán. Chiều bán tới tối hết. Còn ngon quá quý vị ơi. Cay quá rồi. Chuyên môn quá. Ba đứa tập trung chuyên môn quá. Ốc bươu ở dưới đó cũng ngon. Ốc bươu cũng ngon mà. Ốc bươu ở dưới đó là nó có trái vả nè. Không, ốc bươu bự quá ăn không ngon. Ốc bươu vừa thôi, ốc bươu bự quá ăn nó ngán. Ốc bươu bự quá nhìn sợ. Ngày xưa là đi thả bò với ruộng á. Bắt ốc bươu này về rồi rửa sạch rồi ba ăn hầm xả đó. Ngon ha. Mà có ốc bươu mà bươu xanh đó. Đó, ở dưới bươu xanh ngon hơn nữa. Ốc hút kia mẹ nó cũng bán ốc bươu mà hầm xả đó sợ ớt. Bây giờ nó làm cái ốc bươu tiêu á. Hầm tiêu à. Hầm tiêu xanh. Hầm tiêu xanh đó. Ừ, đúng rồi. Nói chung em có quý vị khán giả có về Quảng Ngãi thì nhớ ghé cây đa để mà thăm di sản nha. Rồi đặt sau đó là mình ăn đặc sản luôn. Ăn đặc sản ốc, tất cả các loại ốc. Nãy giờ em chưa ăn thử con ốc này. À con ốc này là ốc đá. Ốc đá trà bồng. Ốc đá trà bồng à. Đây ốc đá nè quý vị. Nó to mà nó đen đuôi tù lùi à. Một con ốc đó một đến từ một cái huyện khác nhau mọi người. Cho một con ốc đi. Đến từ một cái huyện khác nhau. Nó cay quá. Nhỏ không con? Quay gần gần là em ơi, quay đừng lâu lâu thay đổi. Mình đây con ốc nhỏ này nè, mình chưa kịp cảm nhận được cái thịt nó làm sao nó hết mất tiêu rồi. Nó đã tụt vô miệng. Nó tụt vô miệng rồi. Nhưng mà ăn xong là ghiền á, có những người ăn xong ghiền. Đúng rồi. Ghiền á, ngầu là bị ghiền, ngầu để hoài luôn á. Nè nè, cái ốc này là mấy bữa em thấy trong chợ á, mấy con ngồi dưới thời gian ngồi để hoài luôn. Ở đây đàn ông thì ốc nhiều, đàn ông ngồi chụp. Nè hả? Ra ngoài này mua này, ngoài lò luôn. Nè, đây nè, đàn ông nè, đàn ông đang ngồi lấy ốc đó. Đây thẳng nha mọi người. Em đây thẳng. Trai gặp thẳng đó mọi người ơi. À, cay quá vừa sao? Uống nước đi. Uống nước ngọt đi. Coca. Uống Coca. Chú cho con ăn Coca chú. Ta xịt tin đi chú. Rồi xịt tin đi. Uống cho môi nó đỏ hồng rồi lên. À, cay quá quý vị ơi. Bây giờ bắt đầu nó mới ngắm vô nè.
ăn và bà ngắm ăn ớt không ai chị gì nổi. Ống thì ma ăn là lợi loạn. Mà trong cây người miền Trung là ăn cay rất là tốt luôn á. Cái tao mà người ta nấu cay không, người ta khỏi tới mấy mùi tanh. Không, ăn ốc là phải ăn cay cay, cay gì mới ngon. Mày không nghĩ nó cay thiệt. Bao nhiêu phút rồi em? Trời ơi. Rồi kết thúc clip ở đây đi. Về quá rồi. Xin chào cả nhà nha. Hẹn mọi người ở clip sau và hy vọng là sẽ có rất là nhiều bạn quý khán giả ghé Quảng Ngãi để tham quan nha, và đặc biệt là ủng hộ qua các cái xe ốc của các cô nha. Bye bye. Hẹn gặp lại. Bye bye chị. Để người ta kêu anh Cảnh ha. Đúng rồi, chờ đâu. Hay quá.